chào mừng mọi người quay lại với Smutsy Betsy. Thì đây là cái lồng cũ mà mình sẽ quyết định trang trí nó lại theo style hoang dã một chút dành cho bé Bi của mình. Còn đây là cái wheel cũ. Thì mấy bé Robo đã tè lên và mình chà đi chà lại rất là nhiều lần nhưng mà nó vẫn không có hết những cái vết đen này, nên mình sẽ quyết định sơn lại cho mới luôn. Rồi bắt đầu thôi. Đây là mùn cưa Gypsy mà mình vẫn thường hay dùng nè mọi người. Thì có nhiều bạn hỏi mình là nên xài lại lót chuồng nào cho bé, thì mọi người có thể dùng loại này nha, rất là ok luôn. Xài cũng rất là lâu luôn, không có hấp nhanh đâu mọi người. Với lại đây là loại gỗ an toàn dành cho mấy bé hamster của tụi mình. Đây mùn cưa này rất là tơi luôn. Mỗi lần mình mở cái bịch ra mình phải bóp cho nó nhuyễn ra như vậy nè, để nó không có bị bắn cục lại. Ở trong cái bao này người ta đóng mùn cưa rất là kỹ luôn. Đặc biệt là nó không có sót những cái dầm hoặc là những cái miếng gỗ lớn ở trong này. Những cái miếng gỗ bự đó có thể gây đau cho mấy bé chẳng hạn. Thì trong quá trình mình xài thì mình thấy cái loại mùn cưa này nó cũng có bụi đó. Kiểu như người ta mài nhuyễn thì đương nhiên là nó sẽ để lại cái vụn gỗ rồi. Mình nghĩ là mình nên lắp thêm một cái cầu thang che lại ở đây để phân ra hai bên, bởi vì mấy bé chơi rất là dữ, bé có thể đập tung nó ra lộn xộn khắp nơi luôn. Đây, cái wheel mà đã sơn lại rồi đây mọi người ơi. Xin lại màu đỏ nha. Vì cái bàn của mình nó hơi nhỏ nên mình hơi khó để đồ. Cứ sợ nó rớt xuống không ạ? Hy vọng video sau sẽ có chỗ để mình quay video tốt hơn cho mọi người. Đây là máng ăn nè. Còn đó là chỗ cho bé chui ra chui vô. Bình nước. Mình thấy mình xài bình nước và cái máy ăn đó dành cho hamster rất là ok luôn. Nhựa nó cũng rất là trong mà mình thấy mình xài nó không có bị mờ đi nữa. Thì cái video này mình đã quay trước đó rồi, thì bây giờ mình chỉ lồng tiếng vào thôi. Cái nhà này hơi bị khó gắn nên mình phải quay lại mới gắn được. Trời ơi, mọi người có thấy cái nhà này giống cái tổ chim không?
Hiện giờ thì mình đang ở ké của nhà chị mình. Và bây giờ thì chim bồ câu bay qua bay lại ở ngoài cửa rất là nhiều luôn. Nên mình đã liên tưởng cái nhà gỗ đó thành cái tổ chim. Gắn thêm cầu thang nè. Cầu thang này mình cũng đã sơn lại luôn rồi. Cái đây là bịch rêu vậy. Rêu để trang trí lồng cho hamster. Mình mua ba mươi mấy ngàn một bịch đó đó. Là baby của mình. Baby lông xù mà mình đã trèo đèo lội suối mới mua được. Màu kem dễ thương không mọi người ơi. Cái này là bé cái nha. Ui mình cực thích cái món ăn đó luôn đó. Là sắp hết video rồi, hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo nhé. Nếu mọi người có câu hỏi gì hãy đặt ở bên dưới comment cho mình nha. Và đừng quên ấn nút chuông thông báo để đón xem video mới nhất nhé. Tạm biệt mọi người.